Xin chào tất cả các chị em nha. Hôm nay em cũng sẽ hướng dẫn cho các chị em cách để copy link Facebook này. Đầu tiên là mọi người vào Facebook nhé. Xong sau đấy, ví dụ mọi người muốn copy cái đường link của ai đó thì mọi người sẽ vào Facebook người đó. Ví dụ như là em, ví dụ như các chị em vào Facebook của em Phượng này. Sau đấy chọn cái phần khác ở bên phải màn hình này, dấu ba chấm bên phải màn hình á, phần khác đây này. Đấy, xong đấy chọn cái sao chép liên kết cá nhân 2, 4, 5, cái hàng thứ 6 từ trên xuống nhé, sao chép liên kết cá nhân. Thế là ok rồi, nó tự động lưu vào bộ nhớ. Xong rồi đấy, các chị em có thể gửi đường link cho một ai đó. Ví dụ như là em gửi đường link lại cho cái team của em đây chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Thế là ok rồi, được chưa ạ? Đấy, hoặc là ví dụ như là em sẽ vào cái Facebook của bạn Ngọc Anh này nhá. Đây, xem trang cá nhân của Ngọc Anh này. Sau đấy vào phần khác này, ai cũng có cái phần này hết á, thì sau đấy mọi người lại chọn sao chép liên kết cá nhân. Đấy, sau mọi người vào nhóm hoặc là muốn gửi đi đâu đó thì mọi người sẽ gửi vào đó luôn. Đấy, Ngọc Anh Nguyễn, ok chị ạ. À, chúc chị em thành công nha.